Okay. First of all, my greetings to all whoever watching this live stream. Đầu tiên tôi xin gửi lời chào đến tất cả mọi người, những ai đang theo dõi kênh trực tiếp này. And I'm also very happy to meet you again. And also I'm very happy to guide you some points of the meditation. As Okay. I mentioned before, I feel that doing the servicing to the people is best offering to the Buddha. Và tôi cũng rất vui mừng được gặp lại tất cả các bạn một lần nữa ở trên kênh trực tiếp này, và cũng như là sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn các bước để chúng ta có thể thực hành thiền. Bởi vì như tôi đã nói trước đây, phụng sự tất cả mọi chúng sinh, phụng sự tất cả mọi người cũng là một phần cúng dường to lớn nhất có thể cúng dường lên chư Phật. Đó là niềm hạnh phúc của tôi. So today's session. Now what you have to know is that how we have to do the meditation. This is the one important question. So what you have to do is a meditation is a very simple. First of all, that what you have to do is that whenever you try to practice the meditation, the first step is what you have to do is the first you have to try to concentrate. Concentrate on the something. Concentrate on the some point. Concentrate on the some objects. So this is the first step. Now the one question comes that we have to concentrate on what object? Hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn về thiền, và đầu tiên chúng ta cần phải hiểu rằng chúng ta cần phải thiền như thế nào. Đây là một câu hỏi quan trọng bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ về thiền. Khi chúng ta bắt đầu thực hành thiền thì bước đầu tiên chúng ta cần phải làm là gì? Đầu tiên chúng ta cần phải tập trung vào một đối tượng, hoặc là chúng ta cần phải tập trung vào một điểm hoặc một vật nào đó. Bây giờ câu hỏi được đặt ra: thế thì cái đối tượng, cái điểm hoặc là cái vật đó mình chọn để tập trung là đối tượng như thế nào? So, what you have to do is that you just focus or concentrate on your breath. Breath that what you inhale and what you exhale. You can just focus on just your breath. Bây giờ đối tượng mà chúng ta chọn đó chính là hơi thở của mình. Tập trung vào hơi thở có nghĩa là lúc nào các bạn hít vào hoặc các bạn thở ra thì chúng ta hãy để tâm mình tập trung vào hơi thở hít vào hoặc hơi thở ra đó. So, just when you do the meditation, first thing is that you have to inhale or exhale the deep breath. Try to relax. Then you can start the meditation. Và khi chúng ta bắt đầu thực hành thiền thì chúng ta hãy hít vào và thở ra thật chậm rãi, và chúng ta hít vào một hơi sâu và chúng ta thở chậm rãi ra. Khi đó chúng ta hãy dần dần bắt đầu thực hành thiền. Bên cạnh đó hãy thả lỏng và hãy thư giãn cơ thể của mình. So, as I mentioned before, when you inhale or exhale, first deeply inhale or exhale, then you keep your body position at the back straight, upright, and the shoulder should be straight. Như tôi đã có hướng dẫn ở buổi hôm trước, khi chúng ta thực hành thiền thì chúng ta hãy ngồi thẳng lưng, hãy giữ cho lưng mình thẳng và vai cũng nên hướng thẳng. Then what you have to do is that then just close your eye and try to feel or try to focus on the breath, what you inhale or exhale. Sau khi mình đã ngồi đúng tư thế rồi, với lưng thẳng và vai thẳng, thì khi đó mình hãy thả lỏng cơ thể và thư giãn cơ thể của mình.
Sau đó hãy nhắm mắt và hít vào một hơi thật sâu và thở ra chậm rãi, và dùng tâm của mình tập trung vào hơi thở đó. When you try to focus on your breath, there might be some difficulties that you might get distracted. When you get distracted, it's a fine. When you get distracted, you should be aware that you have distracted. Then again, you have to focus on your breath. Maybe if you can focus a 1 second, 2 second, 3 second, it's a very fine. Khi chúng ta thực hành thiền và tập trung vào hơi thở của mình như vậy, thì sẽ có lúc chúng ta gặp khó khăn. Khó khăn ở đây là chúng ta sẽ bị phân tâm, tâm chúng ta bị sao lãng và không tập trung tốt vào hơi thở của mình được. Thì đối với những chuyện mà chúng ta bị phân tâm như vậy, đó là chuyện bình thường. Nhưng khi chúng ta bị phân tâm như vậy thì hãy để ý và hãy tỉnh táo để nhận diện được rằng mình đang bị phân tâm. Và khi mình biết rằng mình đang bị phân tâm như vậy thì hãy cố gắng tập trung trở lại vào hơi thở của mình. Có thể chúng ta tập trung được trong khoảng thời gian 1 giây, 2 giây hoặc 3 giây, xong rồi sau đó chúng ta bị phân tâm. Nhưng như vậy là bình thường, chẳng sao cả. Nhưng vấn đề là khi mà chúng ta bị phân tâm thì hãy cố gắng nhận diện nó và tập trung trở lại vào hơi thở của mình. If you're sitting on the chair, you keep your back straight upright and the shoulder be straight and look straight forward and close your eye. Hand position should be like this. Và khi chúng ta ngồi trên ghế và thiền thì chúng ta hãy giữ lưng thẳng và vai chúng ta cũng để thẳng và hướng về phía trước. Và khi đó chúng ta nên đặt tư thế tay của mình với tay phải đặt lên trên tay trái, và hai ngón tay cái thì hai đầu ngón tay cái thì chạm vào nhau, và chúng ta đặt như vậy ở trên đùi của mình. Then what you have to do is that when you keep your back straight upright, when you get tight, then you can relax. Then again, keep your back straight upright, shoulder be straight. Khi các bạn thiền và chúng ta ngồi thẳng lưng và giữ cho mình có tư thế thẳng như vậy, sẽ có lúc chúng ta bị mỏi cơ thể, chúng ta bị mỏi người. Những lúc chúng ta bị mỏi người thì hãy thư giãn cơ thể của mình. Sau khi đã thả lỏng, thư giãn và cảm thấy thoải mái rồi, thì chúng ta hãy ngồi thẳng ngay ngắn trở lại và chúng ta sẽ lại tiếp tục thiền. So, most important thing is try to observe your breath. Try to observe the breath what you inhale or exhale. Try to observe the breath. So when you find it difficult to focus on your breath, try to inhale or exhale the more deeply. Inhale the breath deeply, exhale the breath deeply. Then it may helps you to focus, or it may helps you to concentrate better on the breath. Điều quan trọng ở trong cách thực hành thiền này đó là chúng ta cần phải quan sát hơi thở của mình. Chúng ta tập trung vào quan sát vào hơi thở hít vào và hơi thở thở ra của mình. Nếu mà chúng ta nhận diện, chúng ta phát hiện ra rằng mình đang bị phân tâm, thì khi đó mình hãy hít thở sâu hơn. Chúng ta hít vào một hơi sâu hơn và chúng ta thở ra chậm rãi từ từ, và cố gắng mang tâm mình tập trung trở lại vào hơi thở. Okay, now what we'll be do is that first I will leave for the meditation for a few minutes for the meditation session. So now we all meditate together. As I told you before, back upright, look straight and close your eye, inhale, the exhale, the breathe slowly, also deeply. Then just focus, just observe to your breath. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thiền với nhau trong vòng vài phút. Như tôi vừa hướng dẫn khi nãy, thì chúng ta hãy ngồi thẳng lưng và giữ vai thẳng. Và đầu thì chúng ta nhìn về phía trước, nhắm mắt lại, chúng ta thả lỏng toàn bộ cơ thể. Sau đó chúng ta hãy hít vào một hơi thở thật sâu và thở ra chậm rãi. Trong lúc đó chúng ta tập trung vào hơi thở của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ thiền cùng với nhau.
Okay. So now what will we do is that we will do it again same. We will do it again same that just try to focus on our breath. But while you're focusing on the breath, also now you generate the awareness. Awareness to generate the awareness that whether your mind is getting distracted or not. Try to join the awareness also simultaneously. One side of the mind, you just try to focus on your breath, and one side just observe that whether your mind is getting distracted or not. Whenever you realize that your mind is getting distracted, then you focus on again, you bring your mind back and focus on your breath. While you are focusing on the breath, just inhale or exhale your inhale or exhale deeply, so it might helps you to focus better. Bây giờ chúng ta cũng sẽ lại thực hành giống như vậy, nhưng mà bên cạnh việc chúng ta thiền và tập trung vào hơi thở của mình thì chúng ta cần phải giữ thêm một cái tâm tỉnh táo để chúng ta có thể nhận diện được lúc nào mình bị phân tâm. Có nghĩa là tâm của mình bây giờ một phần sẽ tập trung vào hơi thở để thực hành phần thiền, và một phần của tâm thì sẽ giữ sự tỉnh táo và tâm tỉnh táo đó, và chúng ta để theo dõi, chúng ta quan sát để xem lúc nào mình bị mất tập trung vào hơi thở, lúc nào mình tâm mình bị phân tán, thì khi đó mình hãy nhận diện. Và khi mình biết được rằng mình đang bị phân tâm, mình không thể tập trung vào hơi thở được nữa, thì khi đó hãy cố gắng mang tâm tập trung trở lại vào hơi thở bằng cách chúng ta có thể hít sâu hơn và thở ra chậm rãi. Khi đó mình sẽ giúp cho mình có thể tập trung tốt vào hơi thở trở lại. Okay. Again, we'll focus on the breath. Okay, I did on the breath. Chúng ta sẽ thực hành lại như vậy, và lúc này chúng ta tập trung vào hơi thở và giữ sự tỉnh táo để chúng ta có thể nhận diện được lúc nào mình bị phân tâm.
Ok. Now, for this week, what you have to do is that for this week, whenever you feel stress, whenever you feel unhappy, whenever you feel some anxiety, first thing is just inhale or exhale the breath and try to focus on your breath, maybe 30 seconds, 1 minute. Okay. Và tiếp đây trong tuần này từ đây đến tuần sau thì trong khoảng thời gian một tuần nếu các bạn trong lúc làm việc hoặc là ở nhà chúng ta cảm thấy mình bị căng thẳng hoặc là chúng ta cảm thấy tâm mình bị lo âu thì khi đó chúng ta hãy dừng các việc của mình lại trong thời gian ngắn. Trong vòng 30 giây hoặc là 1 phút chúng ta hãy hít vào và chúng ta thở ra thật sâu và thật chậm rãi và tập trung vào hơi thở của mình. This week, whenever you had any difficulty or stress or the whatever, just try to focus on your breath, maybe 1 minute or 30 seconds. Exhale the breath and try to focus it. When you do it once and the twice, then slowly it will become your habit. So then, whenever you feel stress or whenever you feel unhappy, whenever you feel anxiety, then automatically your mind will focus on the breath. Whenever you do like this, then you can see that the really that it will help to reduce your stress and it will help your reduce your anxiety. Và trong tuần này chúng ta hãy thực hiện phương pháp này mỗi khi chúng ta cảm thấy tâm mình bị căng thẳng, lo âu hoặc là mình cảm thấy bất an về chuyện gì đó thì khi đó chúng ta hãy dừng lại một ít trong khoảng 30 giây đến 1 phút chúng ta hãy tập hít thở, chúng ta hít vào thật sâu, chúng ta thở ra thật chậm rãi và tập trung vào hơi thở của mình. Chúng ta hãy cố gắng làm như vậy. Một lần hai lần dần dần sẽ trở thành thói quen của mình và khi phương pháp này trở thành thói quen của mình thì khi đó chúng ta sẽ cảm thấy rằng nó sẽ giúp chúng ta giải tỏa được những cơn phiền muộn và những cơn căng thẳng đó. One time I was giving like this advice and suggestion to the people. One person told me the one thing. He told me the one thing that when he goes to the works, when the his boss shouted to him, he cannot tell the his boss that now you just wait for a minute. I will just focus on the mind break. I cannot tell that. Có một lần tôi hướng dẫn phương pháp này cho một số người thì có một mà anh hỏi tôi một câu hỏi thế này. Anh ta nói rằng khi anh ta đi làm thì ở trong cơ quan khi mà bị sếp la mắng thì khi đó không thể nào nói với sếp rằng sếp hãy chờ 1 phút để tôi có thể hít thở sau đó rồi hãy nói chuyện tiếp. You don't have to tell that you will focus on the breath. In the office or workplace or someone have shouted at you, you just keep relaxed. You just don't lose your temper. Inhale, the exhale, breathe, and the try to concentrate and the focus on the breath for the 20, 30 seconds. Then you will see the difference. Và khi đó chúng ta không cần phải nói với người khác là mình sẽ tập trung vào hơi thở của mình. Chúng ta không cần phải nói như vậy. Bất cứ lúc nào chúng ta ở trong cơ quan, ở trong chỗ làm việc, chúng ta nói chuyện với lại sếp hoặc là đồng nghiệp của mình mà có ai nói nặng lời với mình, khi đó hãy đừng để mất sự kiểm soát về tâm tính của mình. Hãy đừng để đánh mất hãy đừng đánh mất sự kiểm soát chính bản thân. Khi đó chúng ta hãy dành ra 20 đến 30 giây, chúng ta hít thở và chúng ta tập trung vào hơi thở của mình để cho cái cơn nóng giận đó nó dịu lắng xuống và phương pháp này sẽ giúp cho chúng ta giải tỏa được những phiền muộn và những sự căng thẳng đó. Yeah, okay. This is the this week's homework, and today we'll stop here. Thank Và you đó very chính much. là phần Và đó chính là phần thực hành trong tuần ngày hôm nay. Tôi sẽ dừng ở đây và xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. And then see you next week, next Tuesday. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, cũng vào ngày thứ ba.